tổng hợp những màn Sukarna cực hài hước, không cười, không lấy tiền. Mở màn, một cô gái đang cố gắng đu xà. Em nhảy lên đu mấy cái rồi lại đứng xuống lại tạ. Xem em đây này. Cô nàng chạy mấy bước để nhảy lên. Và rồi một cú nhảy cao đi vào lòng đất, làm con bé té mất dạng sau cánh cửa. Còn chị gái ngồi nhìn mà không kịp phản ứng. Rồi tự nhiên ngửa ngửa đu xà chi vậy bà nhỏ. Té một cái mà không biết nên khóc hay nên cười luôn á. Rồi có sao không bé ơi? Tuổi trẻ đúng là năng động quá đấy nha. Nói về độ Sukarna thì qua bên này một thanh niên áo xanh đang đạp xe bon bon qua cầu, vừa đi vừa vẽn mỏ hút sáo. Nhưng mà xin vĩnh biệt cô. Ui cha, cái mỏ có sao không bé? Thằng bé lao cái rầm vô cổng nhà, rồi xong coi bộ đi hai cái răng cửa là ít. Tầm này thì nó chỉ biết ôm miệng khóc lóc đúng là thương. Rồi chắc tập xe đạp mà quên học thắng đây mà. Thôi ôm miệng khóc tí thôi, chứ có ai đâu mà ăn vạ. Dắt cái xe về mà mét má cho bỏ tức. Trong một quầy bar, chị chủ và cô nhân viên đang làm việc tất bật, nhưng đang mở nắp bình thì trời ơi bảo u là trời, cái gì vậy bé? Như một vụ nổ chiếc bình bất ngờ bắn bọt trắng xóa khắp nơi, khiến cô nhân viên đứng thành bất nhiều giây. Trời ơi, trên cái mặt bé y chang ông già Noel luôn rồi kìa. Chị gái bên cạnh và cả quán cười không nhặt được mồm với em gái số nhỏ. Chuyện xui rủi chắc em muốn chị ơi. Rồi cô đi làm hay đi tấu hài vậy không biết. Thấy cũng tội mà thôi cũng tệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những tình huống hài hước và thú vị trong cuộc sống nha.